Chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ thiết kế tiếp trang tham gia câu lạc bộ cho trang web mỹthuật.com của mình. Thì để thiết kế trang này, tôi có một số những yêu cầu như sau. Các bạn sử dụng các kỹ thuật thiết kế như là các bạn áp dụng trang mẫu mà mình đã thiết kế rồi. Sau đó các bạn bố cục nội dung, hình ảnh và văn bản cho trang web. Đồng thời các bạn tạo và áp dụng các CSS. Sau đó các bạn tạo form, biểu mẫu và các đối tượng trong form. Thì phân tích yêu cầu cho bài tập này, các bạn có một số công việc làm như sau. Các bạn áp dụng trang mẫu vừa tạo. Sau đó các bạn thiết kế form và thiết kế các đối tượng trong form của mình. Thì các bạn có thể xem trang mẫu đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây. Thì đây là trang tham gia câu lạc bộ. Thì theo yêu cầu của trang này thì các bạn áp dụng trang template mà mình đã vừa tạo. Sau đó các bạn thiết kế đối tượng form và sử dụng các behavior cho form. Thì đó là yêu cầu của bài tập này. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những cái bước hướng dẫn rõ như sau. Trước tiên tôi lưu mới một tập tin HTML và tôi lưu lại với tên là tham gia.html. Sau đó tôi áp dụng trang mẫu mà mình vừa thiết kế là trang template. Đồng thời các bạn thiết kế tiêu đề, nội dung cho trang. Sau đó các bạn thiết kế form và các đối tượng cho trang web của mình. Thì đó là một số những bước hướng dẫn giải cho bài tập này. Thì để làm bài tập này, tôi có một số những thao tác như sau. Trước tiên tôi lưu mới một tập tin HTML. Đồng thời tôi lưu lại, tôi đặt tên là tham gia. Sau đó tôi áp dụng cái trang template mà mình đã thiết kế vào. Rồi tôi lưu lại. Sau đó tôi đặt tiêu đề cho trang của mình. Đúng không ạ? Tôi đặt tiêu đề của mình. Ví dụ tôi nói là tham gia câu lạc bộ. Đồng thời tôi áp cho lớp là tiêu đề. Tôi bấm F12. Tôi xem. Thì mình được cái giao diện của mình như vậy. Bây giờ ở phần nội dung, tôi thiết kế biểu mẫu và các đối tượng trong biểu mẫu của mình. Thì các bạn mở tập tin đã cung cấp sẵn cho các bạn ở đây để tôi xem giao diện và tôi lấy thông số màu. Ví dụ ở đây các bạn thấy là mình có nội dung là quý độc giả hãy điền đầy đủ các thông tin, đúng không ạ? Quý độc giả hãy điền các thông tin để tham gia phát triển câu lạc bộ. Để tham gia phát triển câu lạc bộ ngày càng vững mạnh hơn. Ok, bây giờ tôi tạo cái đối tượng form này, đúng không ạ? Thì tôi lấy thông số màu ở đây, lấy thông số màu ở đây. Tôi copy. Đồng thời, tôi chọn thanh công cụ là form. Tôi đưa vào một form, đúng không ạ? Sau đó tôi chọn layout. Ở standard này, tôi tạo một bảng biểu. Một dòng, hai cột, đúng không ạ? Ok. Sau đó tôi kéo cái form này dài ra một chút. Đồng thời tôi align đây là center. Tôi align đây là right. And là middle. Tôi nói họ và tên, địa chỉ, đúng không ạ? Họ và tên. Ở đây tôi cho một text box. Ok. Text box này tôi cho khoảng là 35. Tôi bắt buộc là nhập vào. Tôi bấm F5.
thì mình được như vậy, đúng không ạ? Sau đó tôi nói là địa chỉ đồng thời tôi cho cái ô này chiều dài khoảng là 50 F5. Tiếp theo email điện thoại, email tôi cho một textbox khoảng là 35, điện thoại textbox tôi nói khoảng là 20. Sau đó tôi nói là ngày sinh, đó mà ngày sinh tôi cho một textbox khoảng là 3. Năm data sheet tương tự như vậy, tháng tôi cũng cho là 3, và năm tôi cho chiều dài còn là 5. Tôi F2 thì mình được như vậy, đúng mà. Sau đó tôi thực hiện một danh sách, tôi nói là đề tài. Danh sách ở đây tôi cho một cái list book, đúng không ạ? Ở đây tôi nói ví dụ là tìm hiểu sứa biển, nghiên cứu môi trường. Ví dụ như là tham quan, vân vân. Ok, tôi mặc định là cái này. Tiếp theo tôi nói là nhóm, đúng không ạ? Nhóm thì ở đây tôi cho một số những cái radio bố tâm, đúng không ạ? Nghiên cứu hải ngư biển dương, tôi nói là nghiên cứu. Tôi bấm shift enter, tôi xuống hàng, tôi nói là hải ngư, shift enter viễn dương, shift enter mỹ thuật thực phẩm sinh viên, mỹ thuật. Tôi add một radio đây vào, thực phẩm và cuối cùng là sinh viên. Ok, tôi chọn bên này, tôi cho là top, tôi lưu lại. Tiếp theo tôi nói một cái file browser gửi hình, đúng không ạ? Gửi hình, tôi nói file browser. Ok, tôi cho cái này khoảng là 30. Tiếp theo tôi nói là tài liệu, đúng không ạ? Tài liệu tôi cho một số, tôi cho đây là middle top. Tôi nói một số checkbox, ví dụ như là sinh vật biển, các loại sứa biển, sinh vật biển, các loại sứa biển, san hô, môi trường biển, san hô, môi trường biển, khí hậu. Ok, sau đó tôi cho vào hai nút, đúng mà, hai nút là tham gia và xóa thông tin. Tôi nói là tham gia, và một nút nữa tôi nói là xóa thông tin.
Reset. Ok, tôi F5 thì mình được cái giao diện như vậy. Sau đó theo cái giao diện của mình thì các bạn thấy là nền của mình là màu xanh dương, đúng không ạ? Thì tôi chọn cái table này, tôi chọn cái table này. Đồng thời tôi cho cái màu nền ở đây. Background color. Ok. Đồng thời tôi cho là khoảng cách giữa các cell hở rộng ra một chút, khoảng là 5 pixel. Và tôi bấm F5 thì mình được cái trang web của mình như vậy. Tiếp theo, mình sẽ dùng behavior là valid form để mình kiểm tra tính hợp lệ của các giá trị được nhập vào trong form này. Ở đây, tôi đặt tên cho các đối tượng của mình. Ví dụ họ tên, tôi đặt là họ, họ tên. Email, tôi đặt là email. Đồng thời, chỗ đây ngày sinh, tôi đặt là ngày sinh. Tháng và năm sinh. Ok. Sau đó tôi chọn đối tượng form này. Tôi chọn đối tượng form. Và trong chức năng behavior này, tôi add vào một behavior là valid form. Thì họ tên yêu cầu tôi bắt buộc nhập email. Tôi bắt buộc nhập và kiểu là email address. Ngày sinh, tôi bắt buộc nhập và là ngày là phải là number from từ ngày 1 cho đến ngày 31. Tương tự như vậy, tháng tôi nói là bắt buộc number from từ 1 cho đến là 12. Tương tự như vậy, năm tôi nói là từ năm 1900 cho đến năm 2007. Ok. Và bắt buộc nhập. Ok. Tôi lưu lại và tôi bấm F12 để mình kiểm tra. Thì như vậy, ví dụ ở đây tôi nhấn nút tham gia thì các bạn thấy là họ tên, email, ngày sinh, tháng, năm sinh, đúng không ạ? Ví dụ như họ tên tôi nói là Tuấn, email tôi nói là Tuấn, như thế là vậy. Tôi submit, tôi tham gia thì các bạn thấy là email của mình phải là địa chỉ email, vân vân. Ví dụ tôi nói Tuấn Hồ Chí Minh uns.edu.vn. Đồng thời ngày sinh tôi nói là ngày 32 tháng 13 năm là 800, như thế là vậy. Thì các bạn mình sẽ thấy là ngày sinh phải là từ 1 đến 31, tháng sinh phải là từ tháng 1 đến 12. Ok. Thì đối với bài tập này, các bạn thiết kế một trang mẫu và mình gọi đó là trang template. Từ trang template này, mình áp dụng qua một số những cái trang con trong website của mình, cụ thể là những cái trang HTML. Mục đích để mình thiết kế nhanh cái website của mình và đồng nhất cái giao diện trong website. Thì đó là yêu cầu của bài tập này.